F1, đứa con ra đời sớm của ngành giáo dục đặc biệt Việt Nam. Mùa đông năm 1996, 38 giáo viên từ khắp mọi miền trên dải đất bé nhỏ hình chữ S, vì một chữ duyên, đã gặp nhau tại khu ký túc xá dành cho sinh viên nước ngoài tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy. Họ là giáo viên đại diện của mỗi một trường sư phạm tỉnh trong toàn quốc, là giáo viên từ các trường, các trung tâm giáo dục đặc biệt như Cà Mau, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Tháp, Nha Trang, Bình Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang. Cầm trên tay tờ quyết định cử đi học lớp cử nhân chuyên tu, giáo dục đặc biệt chuyên ngành khiếm thính. Trong ký ức của những giáo viên sư phạm tỉnh ngày ấy, đi học khóa học này là hoàn thiện hóa bằng đại học, là học thêm một văn bằng, còn đối với giáo viên các trường khuyết tật, lại là cơ hội nâng cao chuyên môn. Dù là dự định khác nhau, cho đến bây giờ, không một ai trong số họ hối hận vì đã trở thành một thành viên của 35 đứa con đầu lòng, được đào tạo chính quy, học viên khóa F1 tự phong, trước khi khoa giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức được thành lập năm 2001. Họ đã được có cơ hội trải qua một thanh xuân thứ hai trong đời, khoác lên mình sắc màu trẻ trung thời sinh viên nhiệt huyết, dâng hiến hết mình cho việc học tập và nghịch lại, yêu lại những trò trẻ trâu, đặc sắc của lứa tuổi giảng đường. Để có khóa học giáo dục đặc biệt chính quy đầu tiên này đi vào đào tạo, F1 chúng tôi nhận được sự hỗ trợ từ rất nhiều phía. Đơn vị thực hiện chương trình đào tạo, Trung tâm Đào tạo và Phát triển Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tiền thân của khoa giáo dục đặc biệt. Ban quản lý, thầy Bùi Văn Huệ, giám đốc, thầy Nguyễn Quang Uẩn, phó giám đốc, cô Nguyễn Thị Hoàng Yến, phó giám đốc, cô Trần Thị Thiệp, thư ký. Ban cố vấn, thầy Nguyễn Sĩ Tiển, vụ giáo viên, Bộ Giáo dục Đào tạo, thầy Barry Rai, giám đốc chương trình giáo dục trẻ khiếm thính của Ủy ban 2 Hà Lan. Kinh phí tổ chức khóa học có từ các nguồn: Ủy ban 2 Hà Lan, Bộ Giáo dục Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, địa phương. Bộ Giáo dục đã giao trọng trách đào tạo giáo viên giáo dục đặc biệt cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khóa đào tạo giảng viên cốt cán, chuyên ngành khiếm thính ra đời, được các học viên F1 gọi là F0, chương trình đào tạo khóa F0, do các chuyên gia quốc tế thuộc tổ chức phi chính phủ, Ủy ban 2 Hà Lan chịu trách nhiệm. Sự thành công rực rỡ của khóa học F0 đã là tiền đề, là sự khởi đầu cho quyết tâm mở khóa F1 của lãnh đạo Ủy ban 2 Hà Lan và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong ảnh là văn bản ký kết của lãnh đạo hai bên về thỏa thuận chương trình đào tạo. Khóa học F1 sẽ được học từ các chuyên gia quốc tế của Ủy ban 2 Hà Lan và các nhà chuyên môn hàng đầu của Việt Nam. Đây là đội ngũ thầy cô yêu dấu muôn vàn của F1 ngày ấy. Các thầy cô chuyên gia nước ngoài đến, để lại cho chúng tôi vô vàn ký ức tốt đẹp, sự khác biệt về văn hóa giảng đường. Văn hóa quốc gia đã bị xóa nhòa hoàn toàn bởi sự dẫn dắt nhiệt tình của thầy cô. Vượt mọi khó khăn về địa lý, về không gian, chúng tôi chưa từng thấy vẻ mệt mỏi vì trái múi giờ, khác ngôn ngữ của bất kỳ thầy cô nào, chỉ thấy sự nhiệt huyết, nguồn năng lượng tích cực, dồi dào, bất tận của thầy cô truyền cho chúng tôi. Giờ nhớ lại, không thể không nghẹn ngào vì lòng biết ơn và trân trọng. Riêng với chuyên gia người Australia, thầy Barry Rai, người thầy gắn bó nhiều nhất, đảm trách nhiều giờ lên lớp, đồng thời cũng là huấn luyện viên của các thầy cô Việt Nam. Thầy để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm lắm, những hành trình thực tập, trải nghiệm, những giờ lên lớp mê say, những chuyến du lịch xa ngắn ngày, hay đi leo núi mà thầy còn đau chân nữa chứ. Tôi nhớ, trong một giờ dạy, thầy ghi lên bảng hai thuật ngữ Herring in pair the children và deaf children, rồi hỏi chúng tôi sự khác nhau giữa hai thuật ngữ này,
giản dị như thế. Thầy truyền cho chúng tôi phải biết sự tôn trọng. Cùng là gọi tên một kiểu khuyết tật của trẻ em, nhưng sẽ rất khác nếu bạn gọi chúng là trẻ điếc, thay vì gọi là trẻ khiếm thính. Thầy dạy chúng tôi trân trọng trẻ, từ hành vi, ngôn ngữ của mình như thế đấy. Để có thể lăn xả vào công việc, ở Việt Nam, phu nhân của thầy, cô Pat Roy đã khăn gói đường xa, đồng hành cùng chồng. Cô vừa là bạn đời, vừa là trợ lý xuất sắc của thầy, đồng thời cũng là bà giáo vô cùng đáng yêu của F1. Chúng tôi học rất miệt mài. Căn phòng học duy nhất của F1, mượn từ phòng sinh hoạt chung của khu ký túc xá sinh viên nước ngoài, luôn rộn rã những tiếng cười. Chúng tôi từ bỡ ngỡ dần dần đến thích nghi với những giờ học đan xen giữa chuyên gia nước ngoài và thầy cô trong nước. Có học mới biết, Bộ Giáo dục đã bắt đầu quan tâm phát triển thực sự mảng giáo dục đặc biệt này. Chưa khi nào chúng tôi nghĩ tới vinh dự khi mình được học với chuyên gia nước ngoài, được ngồi trong lớp học bé nhỏ. Trên bục giảng lại là các cây đa, cây đề đến từ Bộ Giáo dục, các chuyên gia đầu ngành tật học, giáo sư tâm lý, sinh lý học, ngôn ngữ học, ngoại ngữ. F1 còn nhớ hình ảnh diễm lệ của cô Nguyễn Thị Hoàng Yến không? Người mà chịu trách nhiệm nối kết, lên chương trình học cho chúng ta. Cô giáo xinh đẹp, với nguồn năng lượng chả bao giờ cạn. Mỗi giờ lên lớp là một giờ sôi động bùng cháy. Thầy Huệ, thầy Uẩn, thầy Duy, thầy Ba, thầy Tạc, các thầy lên lớp như dốc cạn mọi tâm huyết của mình, thắp lên cho các học viên lứa đầu tàu F1 niềm tin về sự phát triển trong tương lai của ngành giáo dục đặc biệt. Ngoài ra, F1 vinh dự được học các môn học chung từ các thầy cô nổi tiếng như khoa văn là thầy Ninh, khoa ngoại ngữ, cô Khánh, cô Dung, khoa sinh là cô Lan. Về tấm gương các thầy cô của F1 ngày đó, sau này khi gặp lại, chúng tôi luôn nhớ nhất giai thoại truyền kỳ. Chỗ ở của F1 cạnh lớp học, nửa đêm đông lạnh, khi chợt bừng tỉnh giấc vì tiếng xe Charlie rè rè ngoài sân. Chiếc xe thương hiệu của cô Trần Thị Thiệp, cô giáo lên lớp nhiều thứ hai sau thầy Barry, lại cứ lan man nghĩ sao cô giờ này mới về. Âm thầm điều tra mãi mới biết, khi F1 tan học, các thầy cô lại trắng đêm, lo soạn giảng cho buổi họp hôm sau. Khóa đầu tiên mà, cái gì cũng phải tự làm. Lên môn học, dự kiến xây dựng chương trình, nội dung môn học. Từ đấy, học viên luôn để ý thấy, hóa ra rất nhiều đêm, khi F1 say ngủ, ánh đèn từ phòng hội đồng giáo viên sáng trọn đêm không tắt. Biết bao đêm, thầy Barry Roy, cô Yến, cô Thiệp đã làm bạn với ngọn đèn khuya trong phòng làm việc của giáo viên ngày ấy. Còn nữa, vì là khóa học được đào tạo phối kết hợp nước ngoài và Việt Nam, nên các thầy cô giáo vụ văn phòng như cô Thủy, cô An cũng rất là đa di năng. Vừa là phiên dịch viên, vừa là nhân viên văn phòng, vừa là tạp vụ, chẳng hề từ chối bất kỳ nhiệm vụ nào, việc tới tay là làm. Sau giờ dạy, thầy cô lại xúm lại nấu cơm tập thể luôn, ngọt ngào và ấm cúng như miền Bắc những năm 60, 70 ấy. Ấm áp là thế, nhiệt huyết là thế. Chúng tôi vẫn có lúc làm thầy cô buồn nhiều. Biết sao được, con đường giáo dục đặc biệt không dễ đi, đòi hỏi sự can đảm, dấn thân, mà đời thì còn bao nhiêu trông chênh. Một số học viên đã không theo được lớp học, đã từ bỏ. Cuối cùng, ngôi nhà F1 khi tốt nghiệp chỉ còn 35 thành viên. 35 mảnh ghép nhỏ tạo nên trái tim F1 đầy yêu thương. Chị Phạm Thị Quang, lớp trưởng, đến từ Tuyên Quang. Chị được chúng tôi bầu là lớp trưởng vì có dáng phu nhân. Chị rất nghiêm túc, nghiêm khắc và cũng rất bao dung. Chị cũng là thành viên lớn tuổi nhất lớp, nhưng học chẳng thua ai đâu nhé. Anh Nguyễn Vinh Sô, đến từ Lào Cai. Ông anh tầm ngầm này, khởi sự hơi nhiều trò nhất quỷ nhì ma cho đám đàn em đó. Anh là chủ sự vui vẻ, hài hước nhưng vô cùng lãng mạn của F1. Anh Phan Văn Chót đến từ Cao đẳng Sư phạm Huế. Cố đô Huế hiện hữu trong tính cách anh,
con người anh. Nhỏ nhẹ vô cùng, chăm lo cho đám đàn em. Mỗi khi anh muốn góp ý điều gì cho mọi người, anh đều dùng chất giọng nhẹ hẫng của Huế. Nghe đã thấy thuyết phục rồi. Nghiêm mà cũng đậm chất hài hước sâu đậm cố đô. Không đùa được đâu. Chị Nguyễn Thị Tố Lan, đến từ Quảng Bình, dáng người mảnh khảnh, giọng thì ngọt hơn mía lùi mùa đông. Chị đảm đang vô cùng, cũng vô cùng nhiệt tình. Các sự vụ của lớp, chị tham gia không sót buổi nào. Dù già dù gì nhưng như mạch nước ngầm trong veo, ngọt lành, là mảnh ghép duyên dáng của F1. Trung tâm giáo dục đặc biệt Quảng Bình nhờ có chị là đầu tàu về ngành giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh nhà. Chị là nhà giáo ưu tú của tỉnh Quảng Bình, cũng là học viên ưu tú của F1. Thủ đô Hà Nội với các học viên F1 tỉnh ngoài, nhất là các học viên tới từ miền Trung, miền Nam xa xôi thì mấy năm học ở F1 chắc hẳn không bao giờ quên đâu. Đặc biệt không quên là các cô giáo, các chị, các bạn học viên sống ở Hà Nội. Chị Thoa, chị Tâm, chị Bắc Lý, anh Long và Lâm. Mấy năm xa nhà đằng đẵng, các cô giáo, các chị cùng lớp ở Hà Nội đã khiến mọi người xa quê vơi bao nhiêu nỗi nhớ gia đình, chồng con. F1 còn nhớ những chuyến đi đến nhà cô Thiệp vào ngày nghỉ không? Đến nhà chị Hảo, chị Tâm, chị Thoa như cơm bữa. Cho đến bây giờ, gia đình nhà các chị ấy vẫn luôn mở rộng cánh cửa cho mọi thành viên F1 tụ hội. Sự ấm cúng gia đình ấy bộc lộ rõ cái tình của người Bắc đối với bạn bè phương xa. Sau này, phu quân của các cô, các chị cũng trở thành thành viên của F1. Bác Hiệu, nhà cô Thiệp, anh Việt nhà chị Tâm, anh Minh nhà chị Hảo, anh Tiến nhà chị Thoa. Vui buồn của F1 luôn có các anh chia sẻ. Còn đây, các anh các chị Bắc Trung Nam, anh Lâm, anh Khiêm, Bạc Liêu, anh Tuấn, chị Cúc, Cần Thơ, anh Dũng, Vũng Tàu, chị Hà, Nha Trang, anh Thế, chị Tần, Quảng Ngãi, chị Lan, Quảng Bình, chị Lệ, Đồng Tháp, anh Khánh, Nghệ An, anh Tịnh, Hà Tĩnh, anh Thọ, Hà Nam, Hoa, Hải Phòng, Sơn, Lai Châu, chị Lễ, Ninh Thuận. Nhóm anh chị vui nhộn này là lửa thắp cho niềm vui khu ký túc xá F1. Những đêm trăng mùa thu, mùa đông, trên mảnh sân nhỏ, chìm dưới bóng cây mũng già, trải mấy manh chiếu được lột từ giường các phòng, cả đám ngồi quây quần, tiếng guitar lại bập bùng. Rồi các anh chị đầu trò, các trò chơi cosplay nhân vật, dọa ma, dọa khỉ, tường phòng, thi hoa hậu nam nữ. Ôi chao ôi là những tiếng cười bất phân tuổi tác, ai có thể nào quên. Và đây, nhóm đám long nhau sinh viên chính gốc, chưa gia đình, chớm chớm yêu đương, Nhi Vũng Tàu, Dung Đà Lạt, Thủy, Ngọc Gia Lai, Lê Quảng Bình, Sang Đồng Tháp, Giang Hà Tĩnh, Luyện Hà Nam, Minh Giang Hà Giang. Mọi trò các anh chị khởi xướng đã có nhóm tiểu yêu tinh này bám đuôi nhiệt tình, phá, quậy, tung tăng chẳng sót trò nào. F1 còn là nơi mai mối cho mối tình đẹp như mơ của Sơn Ngọc. Khoảng cách địa lý Lai Châu và Gia Lai tưởng là không thể nào. Ôi chao sức mạnh tình yêu F1, giờ họ đã là cặp đôi đẹp, sát cánh bên nhau giữa thủ đô Hà Nội. Với F1, mọi chuyện đều đẹp như mơ. Cứ như vậy, 35 thành viên F1 kề vai bên nhau trải qua hơn 2 năm học, từ 1996 tới 1998, học lý thuyết tại trường, đi thực tập tốt nghiệp tại các trường tiểu học hòa nhập như Tề Lỗ, Trung Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phú và các trường chuyên biệt ở Hà Nội. Bàn chân F1 đã đến các trường dành cho trẻ khuyết tật ở xã Đàn, Nhân Chính, Nguyễn Đình Chiểu. Sát cánh cùng chúng tôi là Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết Tật, Viện Khoa học Giáo dục. Giáo trình ngày ấy khan hiếm lắm, chúng tôi gần như đóng đô ở viện. Vòi vĩnh thầy Tạc, thầy Ba cho mượn sách, xin ảnh, xin tư liệu tham khảo. Là F1, niềm hy vọng đầu tiên khi giáo dục trẻ đặc biệt gia nhập ngành giáo dục Việt Nam. Trước đó, trẻ khuyết tật thuộc Bộ Lao động và Thương binh Xã hội phụ trách. Mọi thứ đều từ con số 0 và học hỏi từ các chuyên gia nước ngoài. Chúng tôi được các thầy cô quan tâm vô cùng. Mỗi chuyến thực tập đều được chọn lựa địa điểm kỹ càng. Các đối tượng thực tập đều điển hình,
làm sao có thể không học tốt được. Ngày tốt nghiệp, khi trao bằng, thầy cô chuyên gia trong và ngoài nước đều có mặt. Mùa xuân 1998, chúng tôi tạm biệt khu giảng đường có một lớp học, 5 phòng ở, tạm biệt Hà Nội. Ghi địa chỉ liên hệ vào sổ tay của nhau và trở về quê hương, thực hiện sứ mệnh của mình. F1 trở về quê nhà, rất nhanh đã bắt tay vào công việc chuyên môn. Bạc Liêu, Cần Thơ, Quảng Trị, Quảng Bình, Đồng Tháp, Bình Thuận, Nghệ An. Chúng tôi luôn gắn kết với thầy cô giáo cũ của mình. Tài liệu, giáo trình về can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập của cô Thiệp là sách gối đầu giường của chúng tôi. Tuyệt vời hơn nữa, chúng tôi thường xuyên nhận được giấy mời họp, tham gia những cuộc hội đàm về hướng phát triển của giáo dục đặc biệt Việt Nam. Kết nối với thầy cô càng chặt chẽ hơn. Khi khoa giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức ra đời năm 2001, một số học viên đã theo học chuyên sâu như Thạc sĩ Trần Thị Cúc, Tiến sĩ Vương Hồng Tâm, Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị Lâm, Lã Thị Bắc Lý. Các chuyên gia về giáo dục hòa nhập như chị Tâm, chị Thoa, chị Hảo, nhà giáo ưu tú Tố Lan. Các thành viên của F1 cho đến nay tự hào đã hoàn thành sứ mệnh đầu tiên của mình. Nối tiếp con đường của F1 như là một truyền thống. Lớp cha trước lớp con sau, con gái, con dâu chị Tâm, con gái chị Tố Lan đã là thạc sĩ giáo dục đặc biệt theo nghề của mẹ. Nhưng như vạn vật sinh sôi trên hành tinh xanh này, có tàn có nở, F1 cũng vậy. Năm 2007, F1 nhận nỗi đau sinh ly tử biệt, một mảnh ghép F1 rời xa đột ngột. Một ngày cuối hè, trên cầu Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam, trong cơn mưa như chút nước, F1 run rẩy như mình tiễn biệt Phan Văn Thọ. Học viên F1 rời bỏ nhân gian, bỏ lại sau lưng tất cả. 3 tháng sau, chương trình giáo dục hòa nhập được đưa vào giảng dạy ở ngôi trường anh công tác. Mảnh ghép này chưa kịp triển khai hoài bão của mình với ngành giáo dục đặc biệt. 34 thành viên còn lại vẫn kiên trì đi trên con đường mình đã chọn 25 năm trước trong nhiều năm. Đến nay, F1 có 2 phó giáo sư, tiến sĩ, Lã Thị Bắc Lý và Bùi Thị Lâm. Các F1 khác có người chuyển ngành, chuyển nơi công tác, nghỉ hưu. Nhưng chỉ cần có cơ hội, khi thầy cô khoa giáo dục đặc biệt lên tiếng, F1 lại lên đường. Lần hội ngộ gần như đầy đủ các thành viên F1 nhất là hội nghị giáo dục hòa nhập năm 2009 tại Hà Nội. Hơn chục thành viên từ mọi miền, chị Tần, chị Cúc, chị Tố Lan, chị Tâm, chị Thoa, em Minh, anh Long đều về gặp mặt. Đây có thể coi như là họp lớp lần một tại thủ đô. Mọi người ôn cố tri tân, ôm nhau một đêm ngắn ngủi, dự hội nghị, rồi giã biệt lưu luyến hẹn ngày gặp lại. Lần hội ngộ thứ 2 tại Hà Nội năm 2011, số thành viên về dự còn đông hơn trước. Thủy Gia Lai, Tần Quảng Trị, Nhi Vũng Tàu. Hội nghị lần này là hội thảo quốc tế UNICEF kết hợp cùng khoa giáo dục đặc biệt thảo luận về giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ. Phần lớn F1 khiếm thính năm nào cũng đã có văn bằng giáo dục tự kỷ, cũng đã có song song cùng văn bằng khiếm thính, tạo những thành công vang dội. Hội thảo lần này vừa mang ý nghĩa chuyên môn sâu sắc, vừa là lần gặp mặt ngọt ngào của F1 báo cho nhau những thành công và dự định của mình. Cứ như tạo đà cho thành công, F1 chính thức đề nghị khoa giáo dục đặc biệt chấp nhận F1 là thành phần không thể tách rời của lịch sử ngành giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Kỳ diệu làm sao, giảng đường khoa giáo dục đặc biệt kể sát nơi thành tài của F1 năm nào. Giảng nhãn tình yêu F1 giờ là con đường tình yêu đặc sắc của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với những nhành hoa lộc vừng thắm đỏ mỗi mùa. Từ đây, những lần gặp mặt không tính bằng năm nữa đâu, tính bằng tháng luôn. 2016, 2017 liên tiếp những chuyến gặp mặt của F1 tại thủ đô, gắn chặt thêm sợi dây tình bạn, tình đồng nghiệp, tình thầy trò. Thực ra, 25 năm có khi nào thầy trò F1 ngừng gặp gỡ. Mỗi chuyến công tác của các chuyên gia, Vương Hồng Tâm, Trần Thị Thiệp tới tỉnh nào, đều có F1 tỉnh đó nhào ra xin gặp mặt, nồng nàn, tha thiết, xin ý kiến chuyên môn,
xin góp ý kế hoạch. Có F1 tiếp tục học lên là học trò lần nữa với cô Tâm. Người đặc biệt từ thành viên F1 thành giảng viên đào tạo chuyên sâu lại cho F1, cô Thiệp. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Mùa xuân 2018, gần 10 thành viên F1 thay mặt lớp đưa cô giáo vô cùng quý mến của mình. Sau bao nhiêu năm miệt mài nghiên cứu khoa học, chuyên gia hàng đầu về can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính, một thành viên của giáo trình giáo dục hòa nhập 2006 nổi tiếng, cuối cùng cũng chịu sa ngang. Gặp lại nhau trong tiệc cưới của cô cũng là dịp được gặp lại hầu hết thầy cô dìu dắt mình năm ấy. Sau hai ngày tụ hội, giọng của F1 nào cũng lạc hết cả tông vì cười nhiều quá, vui đến rưng rưng. Cú hích 2018 ấy mới đầu cho hành trình xuyên Việt của F1 với mục đích gắn kết, yêu thương, công hiến bắt đầu. Những lần hội hộ liên tiếp, Huế đại ca chót cầm còi. Cần Thơ, Côn Đảo là Madame Cúc cầm còi. Quảng Bình là cụ Tú Lan xinh đẹp đáng kính lãnh đội. Hà Giang dân bản địa Thanh Minh đạo diễn. Tháng 11 năm 2020 tại Đà Lạt, giáo viên trường dạy trẻ khiếm thính Lâm Đồng đón đoàn. Màu áo vàng đồng phục 2020 của F1 như chùm nắng rực rỡ sưởi ấm Đà Lạt đang mưa. Là dịp kỷ niệm 24 năm ra trường, là dịp F1 tri ân cô giáo chủ nhiệm, trẻ trung, thanh xuân ngày nào, luôn đồng hành cùng F1 mọi vui buồn. Là dịp F1 nhớ về nhau. Nước mắt đã rơi rất nhiều và nụ cười rạng rỡ cũng chưa từng tắt trên mỗi gương mặt. Thời gian in dấu chân chim nơi khóe mắt, trên mái đầu. Nhưng ngọn lửa nóng bỏng từ trái tim chưa từng dừng lại, như vĩnh cửu, đốt lên mọi nhiệt tâm từ mỗi thành viên F1. Nếu không có trận đại dịch, thì giờ này, năm 2021, F1 đã tụ hội đầy đủ tại thủ đô. Có mùa hè bỏng cháy ở Bình Thuận, mùa thu ngọt ngào của Hà Nội, Hà Nam. Nhưng không sao, xa nhau cho yêu thương thêm nồng cháy. F1 bỏ công sức, thời gian tìm bằng được đủ mọi thành viên F1 đang thất lạc, sưu tầm lại những tấm ảnh xưa, mảnh bằng xanh xanh, tờ quyết định khen thưởng, những cuốn giáo trình xưa cũ. Ôn lại kỷ niệm, gặp nhau trên Zalo, Facebook cũng vui như khi vòng tay ôm nhau ngoài đời. F1 muốn gửi lời tri ân tới thầy cô. Chúng em, F1 của mùa đông 1996 ấy, đến nay đã trưởng thành. Chúng em không hổ thẹn khi nhìn lại chặng đường giáo dục 25 năm. Dù còn trong ngành hay đã chuyển hướng, trái tim yêu thương của chúng em ấm áp, vẫn nồng nàn. Tinh thần cống hiến thầy cô truyền cho năm nào, chúng em đã kế thừa trọn vẹn. Biết ơn thầy cô, các chuyên gia hàng đầu quốc tế và trong nước đã đào tạo chúng em nên người. Ước mong của F1 là được gặp lại thầy cô qua phòng họp trực tuyến. Thầy Uẩn, thầy Duy, thầy Ba, thầy Tạp, thầy Berry Rai, cô Yến, cô Thiệp. Mong lắm thầy cô ơi. Và clip này chúng em muốn gửi tới thầy cô. Lòng biết ơn, sự kính trọng. Đây là chân dung 35 thành viên F1 của hiện tại. Mỗi lời trên từng bức ảnh chính là tình cảm của chúng em gửi tới thầy cô yêu dấu.